Vâng, chào các bác. Hôm nay em Toàn Thắng đại diện cho Shop Hàng Nhật lại lên sóng giới thiệu các bác đây. Hôm nay em quay clip này là dành cho hai bác, một bác ở Hà Nội và một bác ở Hải Phòng các bác nhé. Thì hôm nay em lên clip hai chiếc tủ lạnh Pala của thương hiệu Palasonic các bác. Đấy, thương hiệu Palasonic, một con là mặt sơn, một con là mặt phay nhôm các bác nhé. Đấy, mặt phay nhôm thì nhìn trông nó rất là sang trọng, nhưng mặt sơn dùng thì nó lại rất là sạch. Con nào nó cũng có một cái ưu nhược điểm khác nhau các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ lên sóng quay cho các bác và cũng chia sẻ cho các bác một cái cách nhìn nhận về tủ lạnh không gian tủ. Không gian tủ và kích thước tủ các bác nhé. Đấy, nên rất nhiều bác nhầm lẫn về cái chuyện nhiều shop bán những cái chiếc tủ rất là bé, chỉ hơn 400 lít hoặc hơn 500 lít một chút, nhưng người ta đều bảo là hơn 600 lít và 570 lít các bác nhé. Nên đâm ra nhiều khi em sẽ cho các bác một cái kích thước quy chuẩn để các bác đỡ phải nhầm lẫn so với cả để đỡ phải tránh nhầm lẫn và mua sai sót trong khi sử dụng và chọn lựa tủ lạnh các bác nhé. Đầu tiên là em sẽ đi vào một bác cho một bác quay cho một bác đây. Một bác ở Hải Phòng, con tủ 556 lít. Em nói thật với các bác chia sẻ với các bác này, con này đẹp xuất sắc. Nếu nói về tủ bãi thì đến bản thân em là người nghiện bán tủ lạnh và nghiện đồ Nhật thì em bán con này em cũng tiếc. Em nói thật với các bác vì những cái người ta thích chơi đồ, chơi nghề thì em nói thật với các bác là những con tủ đẹp thì người ta chỉ muốn giữ. Nhưng mà do tính chất là thì các bác thừa hiểu, như em buôn bán thì bán hàng trăm hàng nghìn cái tủ lạnh trên một năm. Đây các bác, em sẽ quay thành vách cho các bác như thế này, rất là chi tiết này. Cái vách này thì em sẽ lau sạch cho các bác ấy. Lau sạch cho các bác ấy. Thành vách bên sau hơn lưng các bác nhé. Bên sau lưng thì cũng không cần phải ấy quá, nhưng nó cũng cực kỳ đẹp. Sườn cạnh này, hai chiếc tủ này thì các bác ấy đã chốt rồi các bác nhé. Em chỉ có vận chuyển thôi. Con này thì đây, sườn cạnh này nó bị xước một chút này. Nhưng bác ấy cũng đồng ý và kê lấp đi là ok. Và sườn bên này thì cực kỳ đẹp. Đây là cái vết bẩn các bác nhé. Cái vết bẩn này em sẽ lau đi cho các bác này. Vết bẩn này. Một chiếc tủ đầu tiên em sẽ quay cho các bác là 556 lít các bác nhé. Là một trong những phân khúc to của dòng hơn 500 lít. Thì em sẽ đi vào thông số và đọc cho các bác xem. Đây, con này nội thất thì như là mới rồi. Laloe khử khuẩn này, đời này rất là bền. Em sẽ chia sẻ với các bác đời rất là bền. Đây, đá rơi tự động bọn em đã test này nhé. Đời này rất là bền. Đây, khay đầy đủ này. Khay đầy đủ này. Em xin chia sẻ một bí quyết thông số chi tiết để các bác, đây em quay gần lên một chút này, để cho các bác nhận định các bác nhé. Không nhiều khi nhiều bác bị lừa bịt hoặc là cũng không để ý kỹ về cái chuyện dung tích tủ. Nếu một chiếc tủ lạnh mà từ 500 lít đổ về thì mặt nó sẽ là 685 các bác nhé. 685, và nếu mà một chiếc hơn 600 lít đổ lên thì mặt này nó sẽ là trên 70. Đấy là em cứ nói khung cho các bác rõ ràng như thế. Và đây nó chỉ là khác cái kích thước 729. Nếu các bác nào kỹ tính ý, các bác sợ lên tem hoặc nhầm tem, các bác cứ kéo thước cho em. Đúng 685 mặt ngang này, sâu thì là 7, như con này sâu 729, nó là sâu này. Để em chứng minh cho các bác con này thì là, đấy, con này thì nó là 685 và sâu 659, nó chỉ chênh nhau có 2 phân này các bác nhé, 2 phân về độ sâu lòng thôi. Con này cao 1798 này, các bác cứ kéo thước cho em. Con này là 500 lít. Đấy, 500 lít, nặng 88 kg. Con này là 556 lít, nặng 97 kg, ăn 93W, 260 kW điện trên 1 năm. Những dòng này là sâu 729, cao 1818 nha các bác nhé. Nhiều bác là đã bị dính cái chuyện về thông số lên tem, là mặt này không bao giờ người ta, nếu mà tủ 700 lít, sơn 600 lít không bao giờ có kích thước là 685. Đấy, em xin chia sẻ với các bác, nó phải là trên 70. Đấy, các bác cứ lưu ý cho em. Và cái chiều sâu này thì nếu mà 560 này, 550 lít thì nó 2 phân này,
cứ lùi cho em 2 phân. 600 7 con này là 729 nha các bác nhá. Là sâu này. Con này là 659 này. Sâu 4 phân. 4 phân các bác này, 659 với 729 đó. Nó con này nó sẽ sâu lòng hơn. 72 và 65. 72 và 65 thì nó chênh nhau lên tới 7 phân các bạn. 65 7 phân. 7 phân các bác nhá. Về sâu lòng này. Đấy, thế càng càng dung tích nhỏ thì nó lại càng lòng nó lại sâu ra. Nó lại sâu ra. Đến nhiều khi các bác bị nhầm lẫn là đây con này rất là sâu luôn. Đấy, con này cực kỳ đẹp các bác nhá. Em đã bán cho bác Hải Phòng là 16.500.000 các bạn. Đấy, rất là đẹp. Đấy các bác. Đấy, em chỉ có chờ giao. Con này đẹp xuất sắc luôn. Mặt phay nhôm, không một vết tì vết gì. Đấy, em quay cho các bác. Đấy. Nhà em thì về thì rất là nhiều tủ và những cái chiếc máy lọc nước ion kiềm, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt. Nhà em sẽ bán đầy đủ hết các cái sản phẩm về đồ Nhật. Nó như một siêu thị mini nhỏ. Bác nào có cần liên hệ thì nhấc máy alo cho em 0914300368. Shop nhà em có địa chỉ tại Khoái Châu, Nghiên. Bác nào gần có thể qua xem trực tiếp sản phẩm. Bác nào xa em ship tận nơi, các bác phải nhận hàng, các bác phải gửi tiền các bác nhé. Đấy, một con tủ này thì em đã bán cho một bác trên Hà Nội. Con này màu trắng rất là đẹp. Các bác ý thì cũng không ưa gì những cái chất tủ phong phanh, ưa những cái chất tủ mẫu đẹp mà xuất sắc, dùng ok. Tất cả tủ lạnh thì nhà em sẽ có hai cái khung bán hàng. Một là bán hàng bảo hành 2 năm và hai là bao chạy cho các bác 3 tháng. Đấy. Kể cả các bác không mua bảo hành, em bao chạy cho các bác 3 tháng về tủ lạnh nha các bác nhé. Đấy, riêng về tủ lạnh như thế. Vì những cái chiếc tủ lạnh mà bọn em đã cắm test thử rồi thì nó ít khi bao giờ lỗi lắm các bác. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video.